Vữa làm nhẹ anh chú. À, nhẹ đúng không? Nhẹ lắm mà. Vâng. Thẳng. Đấy chú chia sẻ vữa làm rất là nhẹ. Hôm nay anh em xô đô bàn giao máy cho anh Lợi ở Hạ Hòa, Phú Thọ. Đấy. Dưới đang đảo vữa cho vào máy. Bật máy rồi, bật thằng dung rồi cho nó chạy thì ngoáy hồ dầu đổ vào này. Cái này chuẩn bị chưa? Đổ nhá, đổ đấy. Máy đổ bắt đầu hút hết. Để cho nó hút hết cái hồ dầu vào ống đấy nhá. Hút hết đã. Rồi hút hết là đổ này, đổ liên tục luôn. Trên anh em phun đây. Ok anh ơi. Có nặng không? Em bảo rồi. Có nặng. Anh ấy sợ nặng. Đặt vòi lên trên giáo là nhẹ nhàng. Cầm cái thước dài cháu. Cháu lấy thước ngắn không? Rồi đó, anh lên đây luôn nhá. Chú lên đây luôn nhá. À, anh mặc quần áo yên cố không phun được ạ. Nó thả bắn rồi anh ạ. Từ khi mình phun ngược, phun chéo kiểu gì. Tôi cho vuông góc là chắc đét. Đánh cổ dầm anh phun là thoải mái vì nó có phụ da. Kéo đâu có một bộ. Vữa làm nhẹ anh chú. À, nhẹ đúng không? Nhẹ lắm mà. Vâng. Thẳng. Đấy chú chia sẻ vữa làm rất là nhẹ. Đấy dùng cái thước cái tốt lên. Không bẩn tay. Đấy. Đúng đấy. Lát anh phun được một mảng rộng thì chú cho lên thôi. Chúng ta phun được một đoạn xong chú cầm cái thước tuốt lên. Thước nó thay như kiểu bàn xoa anh ạ. Nó to, nó nhanh. Vâng. Này nó thay thay này chứ.
Ok. Khi xong về vuốt ống rũ hết cát được. Vì khi mình đổ nước vào ấy thì xi với cát nó không đông kết với nhau, nó vỡ ra, cát nó sẽ lắng lại ở ống nên phải rũ ống, nó sập ra cục to ấy. Này ra nhiều. Tức là cho nước.